Wow, bây giờ Lan sẽ sẵn ra cắt trái trái tắc nha bà con, tắc sọc nè. Ăn vô Lan làm nước mắm. Nước mắm ăn bánh xèo tối nay nha. Wow, trái bự bự không à. Đó, gai gai đâm, gai không à, nó đâm con á. Nha, bà nội hớt nó ra. Chút xíu. Trái nó nằm trong này nè bà con, đẩy xem nè. Yes, can you take for me one please? Đây, bây giờ Lan ra vườn mình Lan cắt cải xanh nha bà con. Cải xanh loại này nó có sọc sọc gì nè chứ không phải là hư nha, cái màu nó vậy đó. Đó là cắt cải xanh nè, trời con sâu uống nu nè. Cái này mà không bắt kỹ thôi ăn nó chết chết quá. Coi nè, trời ơi. Mập lù dục mày ra chỗ khác đi. Ở đây nữa nè nha bà con, chút mình cắt mớ rau ở đây. Cải xanh. Đó. Cái cây này cải giống cải tăng sậy quá nữa, chắc Lan để chừa lấy giống đó bà con. Nó cũng giống giống cải tăng sậy vậy đó, cải xanh đó. Thôi bây giờ Lan dựng máy lên Lan cắt nha. Quá trời tốt. Đó, ba một số Lan chừa lại nha, không có cắt hết, ăn không hết đâu. Rồi xong rồi bà con, đây được mớ rau thơm như thế này rồi, đi bưng vô bưng vô. Rồi xin chào cả nhà nha, mới vừa ăn xong đồ ăn giấc trưa, bây giờ chuẩn bị làm bồ đồ ăn chiều bà con. Bữa nay cải xanh nhà Lan ngon quá nên Lan chuẩn bị làm bánh xèo mặn nha. Hồi nào giờ làm bánh xèo chay. Đây là bột năng Lan để một muỗng nha, bột năng với bột mì tinh Lan để một muỗng đó. Một muỗng. Rồi ở đây là một bột rạo 400g nha bà con. Mình ở nước ngoài thì chắc ai cũng biết cái bột này nó bán một bọc vậy đó. Này là mua bột tẻ nè. Nồi để đây. Rồi đổ vô hết nha. Có cháu nội yêu mình ngồi kế bên đây. Cháu nội yêu gấu của mình đó. Đây Lan để vô một muỗng muối nha bà con. Cái này là nước ấm ấm nha, Lan để vô làm nhồi. Mình nhồi giống như mình nhồi làm chè xôi nước vậy đó bà con. Đó, rửa tay sạch rồi mình nhồi bằng tay. Con muốn làm hay gì? Dơ lắm. Không được, không được, không được, nó lớn thì bà nội dạy. Chặt kỳ á. Nha. Tại thường thường cái này bà con nhồi ít nhất cũng phải là một tiếng trở lên á. Để mình lấy cái này mình kê nó chạy bà con ơi. Ngồi đây bà nội kê cái này vô cho nó đừng có chạy cái thao của bà nội. Ok, nó mu. Nước ấm ấm nha bà con, đừng có nước nguội nha, đừng lấy nước lạnh. Nó phiêu hợp ra mà. No warm, not hot. Warm, warm the water. Warm, warm chứ không hot. Hot mà nội đâu có làm được. Nó phỏng tay chứ. Mình làm nước ấm ấm gì mà con bột nó mới dậy nha. Cái đó rồi gia vị con ăn không? Kêu ông nội open cho. Open, open. Open cho nó ăn. Open the well. Just open the well for me. Cải bẹ xanh bữa nay tốt quá trời luôn bà con ơi. Lan bữa nay mới làm bánh xèo á. Bánh xèo tôm, tôm với thịt với đậu biển. Đó bà con nhồi giống như mình làm chè xôi nước vậy đó. Cho nó dậy cái bột chứ đâu có cần để chi ba cái bê, không cần để mà bột bột nổi đâu nha. Để bột nổi ra cũng không có tốt. I pop it for you. Yeah, okay. Then you do it. Giờ này 1 giờ rồi, Lan muốn chiều ăn thì Lan nhồi sẵn gì đó mình để đó. Yeah, 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 yeah. Mà bà con có lỡ quên thì cũng nhồi cũng cỡ 1 tiếng đồng hồ mình đã đổ. Còn nếu thí dụ mình gấp quá mình lỡ quên muốn đổ liền đó, bà con lấy bia bà con nhồi là nó dậy liền à. Bia nó có chất men á. Nó dậy mau lắm. À, bà con nhồi cái này ít gì cũng phải cỡ 10 phút thôi nha bà con, nó mới bột nó mới quýt. Mà tại nhiều khi Lan làm phim thì Lan cắt bỏ bớt lại chứ đâu có để dài dữ gì. Rồi bây giờ Lan để nghệ đi nha. Nó không được, để vô đây. Gây lại cho nó đừng
Nghệ thì tùy đó bà con nha, bà con để nhiều để ít nha. I want to hold it for you. I want to hold it for you. Có nhiêu được rồi, có nhiêu được. Okay, my cup. Đây một ly nước nha bà con. Ly uống cà phê mình đây á, ly dừa dừa đó. Rồi rồi đây. Đó, một ly nước. Đó, con để vô từ từ đi. Đây bà nội để vô. Dừa. Con hút vô từ từ đi. Đấy, từ ta kêu từ từ ngoài thiệt tình á. Wow. I tell you put slowly, you know, put the whole lot. Mày cười. Nữa bà nội dạy con làm nha. Nữa con bự bà nội dạy con how to đi qua nha. Tại vì bánh xèo thì mình phải làm bằng nghệ nó mới ngon. Nhiều khi Lan thấy mấy bạn kia làm mà màu củ dền đồ thì nói chung thì nó cũng đẹp thôi, chứ thật ra ăn nó không còn cái hương vị của bánh xèo nữa. Cái bánh xèo người miền Nam mình là phải có bột nghệ mới là đúng bánh xèo. Còn không có bột nghệ thì nó đâu có đúng bánh xèo đâu. Chứ mình để màu khác thì nó đẹp thôi, chứ nó không có còn là bánh xèo nữa. Đây, làm chung với một hũ nước cốt dừa nha bà con. Đó, bây giờ xong rồi đó, quậy để đây. No, not yet, not yet. Để đó, chút chừng nào đổ bà nội mới để vô. Ok. Rồi, bà nội xong rồi đó, bà nội rửa tay. Rồi, bột mình Lan để nó giờ đây nè nha bà con, nó đặt lại nè. Giờ Lan để vô một hũ nước cốt dừa nha, mình lắc lên cho nó đều cái nước cốt dừa. Ồ, quên chắc hành bỏ vô nữa. Trời ơi, nhớ gì hết á. Nó một hũ nước cốt dừa. Nghệ thì tùy bà con nha, muốn để nhiều để ít tùy bà con nha. Rồi, bây giờ Lan để vô khoảng nửa ly nước này nữa nha. Nửa này. Bao nhiêu nước? Không tới nửa lon, ít hơn nửa lon chút xíu vậy đó. Lan lùn vậy đó. Nói chung nãy giờ Lan làm Lan nhắm luôn rồi bà con ơi. Bây giờ mới làm chương trình thì Lan còn bắt đầu chỉ bà con làm sao, chứ hồi đó giờ hình như Lan làm Lan nhắm cái tay gì nè, quen rồi á sao không biết nữa. Đây bây giờ Lan để hành lá vô, Lan quậy cho đều lên. Còn đóng dưới này thấy không, Lan nói đúng là mình quậy cái tay mình có cái cảm giác wow, nước dừa thơm dễ sợ gì đó. Nước cốt dừa. Rồi xong rồi đó bà con, để đây. Đây, Lan ra bằng cà rốt rồi nha bà con. Cà rốt bằng nhuyễn rồi, bây giờ mình để dấm đường vô. Để đường vô, dấm vô. Để dấm đường vô. Để miếng nước lạnh vô. Này mình làm đường chua đặng chút mình ăn bánh xèo á bà con, cho nó ngon. Chua chua ngọt ngọt cũng ngon. Rồi bây giờ Lan để đây đặng chút nữa mình ăn bánh xèo. Đây cái cối Lan bỏ tỏi vô nha. Làm nước mắm. Đó, Lan lấy hột rồi để Lan chồng coi nó sao là ương lấy giống. Rồi. Rồi Lan đưa đi xay nha, làm nước mắm. Đây tỏi Lan đã xay rồi nha bà con. Bây giờ đầu Lan lườn nước mắm. Đây một chén nước mắm. Nước mắm mà mực hay nước mắm nào cũng vậy thì Lan lườn là một chén đó, một chén nước mắm. Nó cũng bằng luôn một chén đường luôn nha. Một chén nước. Chế tắt nước không. Cái này là 1/3 nước chanh thôi nha bà con, chứ không có tới nửa chén nha. Ít hơn nửa chén nha, Lan để vô Lan quậy lên. Để ớt đồ tỏi đồ vô sau thì tự động nó sẽ nổi lên thôi, chứ không có gì hết á. Chứ nhà người nói bí quyết gì làm cho nổi ớt thì Lan nghĩ đâu có bí quyết gì đâu. Vậy thôi. Xong. Mình quậy cho đều lên. Một chén đường, một chén đường, một chén nước mắm,
1/3 chanh, 2 chén nước. Đang cho lấy nước vô đây, đang để vô đây. Rồi đã xong. Rồi bà con muốn làm công thức thì gì đó, 1 chén đường, 1 chén nước mắm, 2 chén nước. 1/3 chén chanh thôi. Chưa tới nửa chén chanh, ít hơn nửa chén, đó là xong rồi đó. Rồi là ngon lắm bà con ơi, được rồi đó. Cái này là nước mắm ăn bánh xèo, gỏi cuốn, bún đồ thì mình làm gì đó. Còn ăn cá nướng thì mình làm khác nha. Cái này là dành cho ăn bánh xèo, bánh cống, bún, thịt xào đồ đó thì mình làm công thức vậy đó. Rồi giờ làm xong rồi đó bà con. À, đây tối nay Lan làm thịt ba rọi xào chung với đồ biển, hành lá, tỏi đồ Lan bẩm đây rồi. Bây giờ đầu Lan đi xào nhân. Dầu nóng là đang để tỏi vô, tỏi của hành này vô. Để thịt ba rọi vô. Nước đường, nước nướng, bây giờ anh để đồ biển vô xào cũng nha bà con. Rồi nhưng được rồi, bây giờ anh đổ nó ra nha. Bắt chảo lên làm xiên cho con ăn bánh chay trước nha bà con, rồi mình mới làm bánh mặn. Đúng bánh xèo là nó phải một cái xèo như gì là mới đúng nha bà con. Không có xèo là không phải bánh xèo. Bánh chảo nó phải nóng như vậy đó. Nó ngon. Rồi. Còn nó để giá nó vô. Này nấm kim châm. Cái này đồ chay nha bà con. Nấm kim châm của con này. Về tổng giá gì đâu mà nó lòng thòng chứ. Nó dài thì ghê hồn vậy đó. Rồi đồ chay, thịt chay. Rồi làm lấy nắp lần đậy lại nha, cho nó chín. Mình để chút xíu dầu vô cái dầm này mà con cho nó đừng có dính á. Cái này nè, ba của Lan là thích ăn gì nè, ba thích ăn là xào gì như gì nè đó, ba của mình là thích ăn gì đó. Rồi cái nào ba bật đổ bột vô là ba ăn đó, ba của Lan thích ăn gì đó. Bữa nay là ba cái này là giống kiểu của ba mình nè. Đi ra kiểu ba ra đó. Ba ưa làm gì ăn lâu những ngày càng kiểu gì. Đúng bánh xèo là nó phải một cái xèo như gì là mới đúng nha bà con. Không có xèo là không phải bánh xèo. Bánh chảo nó phải nóng như vậy đó. Nó ngon.
rồi. Không có giá nó spread của bà con ơi. Bởi vì cái người ta làm nó tự khổ, đợi ăn thôi mà tự đổi đó. Trời ơi, con không tắt lửa, mình qua bên bển Lan lấy nha, lên nhà trên ăn được không? Xin chào cả nhà nha. Đây, hôm nay Lan làm bánh xèo mặn nha. Đó, đã làm xong rồi bà con. Còn mấy người gia đình mình đã ăn trước hết rồi, còn có mình anh Lan thôi. Đó. Rất là giòn nghe bà con, làm đơn giản như làng vậy đó, không có gì hết, giòn dữ lắm nè. Giòn ngon lắm, giòn khấu à. Không cần mà mua bột ở ngoài chợ người ta pha bán mắc lắm. Mình tự pha đi cũng dễ lắm chứ không có gì hết á. Còn nước mắm á, thì bà con làm mà muốn cho cái ớt này nó nổi lên á, thì không có gì hết á, để nước lạnh vô thì nó nổi thôi à. Để cái ớt đồ sao rồi nước lạnh nó nổi à. Đó thôi, bây giờ mời bà con đi ăn với Lan nha. Đó, xong rồi. Bột rất là giòn nha bà con, bột giòn lắm. Đó, pha bột giống như Lan vậy đó, dễ lắm. Nó giòn khấu rồi bà con nè. Giòn dữ lắm. Tản rồi, thơm rồi thôi. Nhưng đồ biển nha. Nãy giờ ông xã mình đói quá, ông không đợi đâu, ông ăn trước rồi. Không có chỗ. Không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi chắc quá rồi. Rồi chắc cháu nội. Cháu nội. Cháu nội. Nãy giờ mình chiên cũng tổng cộng cũng có 8, hình như 9 cái. Đó, rồi mời bà con ơi, nước mắm ngon quá. Cái gì cũng ngon ở đói bụng. Cái này phải ra tay bóc rồi bà con. Không còn cái gì nữa hết, phải bóc thôi. Cải xanh nó xòe nhà Lan nè, đó, ngon chưa? Cái này là phải bóc chứ không còn cái gì mà không bóc nữa. Gào nhái bữa nay nó tèo. Gào nhái bữa nay tụi mình nó lạnh quá rồi. Đây một miếng bông xanh nữa nha bà con, miếng bông xanh nữa, miếng dưa leo. Con làm gì đó? Rồi bóc cái này vô, giòn dữ lắm. Bánh xèo con ăn hết gì? Mẹ chưa bột lên mơi đổ thêm nữa đó nha. Ngon quá. Nó cái mì bột. Làm gì đó? Rồi. Mời bà con ăn, bà con ơi, ngon quá à. Cộng giá dài vậy đó. Mời bà con ăn ngon quá à. Ăn dưa leo thì nhiều quá. Có là không nhiều. Có à, có bơm vô ngon quá không con? Chua chua ngon á. Có bông xanh vô ngon bà con. Dưa leo, bông xanh. Rồi gì? Rau sống, rau nhái. Rau nhái là lá đinh lăng á bà con. Ăn có vị chát chát ngon lắm. Cái này bóc, trời ơi. Nói chung gặp mà đi ăn quán gì cũng phải bóc thôi. Ăn bánh xèo còn gì nè mới ngon nè. Nhầm người thì người ta cuốn bánh tráng nữa, nào bữa nào ăn thử gì không Diệu Hiền? Bánh xèo cuốn bánh tráng. Ừ, mẹ thấy bây giờ người ta ăn hơi ngộ ngộ. Bánh xèo cuốn bánh tráng. Rồi bún nước cá ở xứ Lan á. Bún nước cá Châu Đốc bây giờ đi để chả cá gì làm tùm lum vô trơn, nó thấy ngộ á. Thấy không giống hồi xưa. Ăn bây giờ hơi lai lai tùm lum hết rồi. Rồi mời bà con ăn, bà con ăn.
Mọi người có nhìn té đó. Ok. Mình coi YouTube mình thấy người ta cuốn bánh tráng, mình nói ông xã mình với con dâu mình nghe giật mình đó. Tại hồi xưa thì mình thấy hồi xưa ở Việt Nam thì đang thấy người ta ăn bánh xèo chung với bún. Wow. Cải xanh đắng ngon quá anh à. Làm ăn hơn một cái à, ăn không nổi rồi. Nói chứ cái bụng mình cũng có giới hạn. Với nãy giờ ở dưới ăn vụng hết, gần một cái dưới nữa. Chiên ăn vụng. Vị mới ngon. Vị mới ngon á, bóc ăn nãy dâu nó mẹ ăn vậy hồi sao mẹ ăn được. Nè cái tô nước mắm ngon dễ sợ, bà con coi nó nổi ớt lên này thấy không? Ngon lắm. Ớt rồi thôi. Tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Bà con coi có thích thì cho Lan xin một like ủng hộ Lan với. Thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Hồi nãy nước mắm Lan có chỉ kỹ lắm đó. Thì cái công thức là một chén nước mắm, một chén đường, hai chén nước, không tới nửa chén chanh. Nếu bà con muốn chua thì nửa chén, còn không muốn chua thì không tới nửa chén. Đó, chanh hay tắc gì cũng vậy thôi. Mà cái ớt Lan làm nó nổi lên này thấy không? Để mấy tuần lễ nó để bao lâu mình ăn hết thôi chứ nó không có chìm cái ớt xuống. Rồi xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.